này sẽ lông nước chiều sâu bao nhiêu đây? Cái chỗ này đây là lúc trước là chưa có tưới nước đó. Sau chỗ này chưa tưới nước, chỗ này thì tưới nước rồi. Tắt hả? Không. Tắt không? Được chưa? Đây. Đây tắt rồi nha. Chỗ kia nhiều hơn. Chỗ nhiều rồi. Chỗ đây. Chỗ đó 17, 18 rồi đúng không? Chỗ đó nãy đổ ngập ở đâu mà. Ờ. Chỗ đổ ngập này là khoảng 17, 18 phân à. Đó. Lúc trước thì cát chưa có nước ở đây, sao có nước ở đây. Cái này 17, 18 phân. Chỗ này thì khoảng 1 tấc thôi. Chỗ này khoảng 1 tấc thôi. Đấy. Vừa tưới nước vừa lấy cái thép chọt à.